Tử vi tuổi Tý tháng 6 dương lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Theo tử vi 12 con giáp tháng 6 năm 2024, cục diện tháng mới của người tuổi Tý có thăng có trầm, có tăng tiến nhưng cũng nếm trải không ít khó khăn và vất vả. Mọi chuyện từ công danh, từ tài lộc tới việc tình cảm đều sẽ có lúc phải trăn trở. Nhưng rất may là kết quả cuối cùng sẽ không tồi, xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Nói về sự nghiệp của người tuổi Tý, xuất hiện tương hại Thái Tuế, ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Công việc chịu áp lực từ cấp trên, hoặc đối tác, con giáp này có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm vào nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm hết được. Nói về tài vận của người tuổi Tý, tuy có những điều không mấy tích cực về công việc Nhung Tỳ lại đón không ít tin vui về đường tài lộc. Ca sao tự vi tốt giúp những người tuổi Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Nói về tình duyên của người tuổi Tý, Đường tình duyên lại không được như ý, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bất động liên quan đến chuyện tiền bạc. Người độc thân dù có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới, đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần cẩn thận tránh bị lừa gạt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Phong thủy Lữ Tài xin kính chào các quý vị. Chúc các anh chị tuổi tí gặp